Thường thì các bạn đi sự kiện sẽ gặp những micro khá nặng khi hát, làm cho chúng ta dễ hụt hơi và ngại trước đám đông. Nhiều lúc đi diễn thì mình tuy là ca sĩ cũng rất hay gặp những cái trường hợp như thế này. Và đôi khi mặc dù hôm đó giọng khá là tốt nhưng mà cũng khó có thể hát hay được 100% giống như mong đợi. Và thường khi đi diễn ở những cái sự kiện lớn ý, các ca sĩ sẽ được tổng duyệt và làm quen âm thanh trước. Còn bình thường như chúng ta thì sẽ không được tập dược trước khi mà lên sân khấu. Nên khi xảy ra sự cố micro nặng thì làm chúng ta dễ bị hụt hơi này, hát phô, khiến cho buổi biểu diễn không được thành công trọn vẹn như là mong đợi. Để giải quyết vấn đề đó thì công ty MDMAX đã cho ra mắt sản phẩm micro đa năng AK95, có thể giúp cho bạn hát thanh hơn, nhẹ hơn, đặc biệt là khi các bạn đi chơi có thể dễ dàng mang theo và ca hát. Ở trong sản phẩm AK95 này thì có kèm đầu thu nên các bạn chỉ cần cắm vào bất kỳ thiết bị âm thanh nào cũng có thể hát được. Một chiếc micro cá nhân quen thuộc với bạn, bạn hát hàng ngày thì sẽ không làm bạn phải mất mặt khi mà âm thanh hay là micro ở những nơi khác quá tệ đúng không nào? Như mọi người đã thấy thì ngoại hình của em nó có phải quá đẹp không ạ? Thiết kế kim loại sáng bóng cực kỳ cao cấp. Ngoại hình là như vậy thì còn chất lượng âm thanh của em nó như thế nào? Thì bây giờ thì mọi người hãy cùng với em Quỳnh trải nghiệm thực tế cái chất lượng của sản phẩm này như thế nào nhé. Yêu làm gì để rồi phải khóc, cứ khóc để cho lòng phải đau. Nếu biết trước ta chẳng gặp nhau, đừng trao đến nhau những câu yêu thương nồng cháy. Thôi cười lên cho quên ngày tháng, cố nhắm mắt quay lưng bước đi. Cứ níu kéo nỗi buồn làm chi, đành quên hết đi tháng năm ta yêu nhau nồng say. Thì không biết là quý vị đã có cảm nhận như thế nào về cái dòng sản phẩm micro AK95 này ạ? Micro AK95 có thể hát được tất cả các dòng loa hãng, ô tô, âm ly, loa kéo, vàng cơ, vang số. Nếu bạn nào quan tâm đến sản phẩm thì vui lòng hãy liên hệ vào hotline 0911722139 để được tư vấn. Sản phẩm này thì được bảo hành 12 tháng, đổi 1 trong vòng 7 ngày cả nhà nhé.